Đấy, đút cái này vào. Ý được ăn cơm thì tâm anh sang ông dậy nhã rồi. 1 giờ mẹ ơi. Chưa đăng bài. Ngồi luyện luyện. Không phải đăng. Cần phải đăng. Ngồi luyện kỹ năng thôi. Có mùi thơm rồi đấy. Mùi thơm của cá. Bỏ cái nồi này ra cơ. Sôi bỏ ra gì đó. Là nửa đêm rồi đấy. Trên nhà ông tắm vẫn nghe thấy. Chẳng nghe thấy. Ông đêm nửa đêm nó vang lắm. Bỏ tí mỡ vào. Trời ơi. Ngon thế này cơ mà. Còn mỡ nó nọt hết, nó róc hết ra, nó đẩy hết ra. Cả phần khói này, khói này. Dí thẳng lên bên này. Ui, cong rồi kìa. Được rồi. Thế nó xong rồi đấy. Thế xong rồi. Nhưng mà để đây, cái này chỉ là nó có chấm. Ôi ôi, nó nóng luôn. Nó róc xuống đây.